Thoma cùng tất cả những kiếm sĩ còn lại hợp tác để chống lại ám kiếm sĩ. Ám kiếm sĩ sở hữu trong người sức mạnh quá lớn từ quyển sách Tà Long. Hắn áp đảo hoàn toàn tất cả mọi người và không có cách nào để thu thập lại sức mạnh từ ám kiếm trên tay hắn. Thoma là niềm hy vọng cuối cùng trước lời kêu gọi tha thiết của May. Anh đã được hồi đáp bởi quyển sách thứ mang trong mình hình dáng của Luna, phản hồi lại trái tim muốn bảo vệ Kento cùng cả thành phố. Từ căn cứ Master Blogoth, vầng cực quang lan tỏa tới nơi của Thoma đang đứng, trao cho anh sức mạnh mới. Dragonic Knight, một quyển sách khổng lồ, khi kích hoạt anh sẽ có được hình dạng mới, hình dạng nâng cấp đẹp nhất của anh, không giống như Tà Long rồng đầu đàn dẫn dắt đồng loại của nó. Dragonic Knight của Thoma là sức mạnh của một kỵ sĩ, người cưỡi lên lưng con rồng huyền thoại để chiến đấu. Tạo hình của Dragonic Knight là một kỵ sĩ được bao phủ một lớp giáp thép, phần cổ áo cao cùng như hai vạt áo. Tất cả những bộ phận đều được tạo hình bằng cung màu của thép, cùng với đó là màu đỏ được viền trên toàn bộ giáp anh cũng như đôi mắt. Tạo hình bộ giáp nhìn giống như những lớp vảy rồng được gắn trên toàn bộ cơ thể của Dragonic Knight, gương mặt bọc trái như một đôi cánh, thể hiện sức mạnh khủng khiếp của anh, cùng với bộ phận đầu rồng được gắn trên phần cổ tay nhìn cực kỳ giống Koro Ryuki. Phần sau đầu rồng của Ryuki dùng để đọc những lá khạc, phần miệng của Dragonic Knight sẽ là nơi chứa những quyển Wonder Book để kích hoạt khả năng của nó. Tạo hình là như thế, nhưng sức mạnh của anh vẫn đến từ thanh hỏa kiếm, những cái chém cực mạnh để giáng vào người kẻ thù. Phần đầu rồng cũng như khả năng chính của Dragonic này là thao túng lửa, làm những ngọn lửa đang bừng cháy lớn hơn cũng như phun lửa từ chiếc đầu rồng này để vô hiệu hóa kẻ thù. Không phải là kỵ sĩ của lửa, cũng không phải là kiếm sĩ rồng, mà anh là kỵ sĩ rồng. Khi nhấn vào phần bìa sách trên thắt lưng, anh sẽ triệu hồi nên Red Dragon ở hình dạng thực thể, cưỡi lên nó và chính thức trở thành kỵ sĩ rồng. Cưỡi trên lưng con rồng nguyên thoại, sức mạnh của anh được tăng gấp bội khi trở thành một kỵ sĩ thật thụ, thao túng bầu trời và áp đảo Tà Long. Ngọn lửa từ Ray Dragon lúc này có thể tạo ra những quả cầu lửa để truy sát kẻ thù, nghiền nát chúng với mỗi cú chạm mà quả cầu này đi qua. Đòn tất sát của anh cũng sẽ bao gồm hai đòn. Đòn đầu tiên là dạng kỵ sĩ rồng, anh sẽ lao vào kẻ thù với nhát chém khủng khiếp của mình. Đòn thứ hai là đòn Rider Kick, khi anh lao thẳng vào người của Zao để ra đòn quyết định xem ai mới là kẻ chiến thắng cũng như là kẻ mạnh nhất lúc đó.